Hello, Happy xin chào các bạn nha. Ngày hôm nay Happy sẽ tiếp tục kiểu như là chơi Block Food nữa nè. Thì tập hôm trước thì Happy mua cái cây nỏ này đó. Các bạn thấy Happy xàm không? Trời ơi, đi mua chắc ác quỷ mà đi mua cây nỏ. Nên bây giờ Happy sẽ đi đi về cái đảo mà mình mới vô nha. Đó, rồi xong. Giờ lấy sùng đi nè. Rồi đi thôi. À, tự ơi nó chỉ cái chỗ này nè. Đó, đó chơi gì đó đó, ai chơi bạn? À, muốn lên thuyền quá. Ủa, muốn lên cái xuồng của Happy. Rồi, mình đi nha. Đi nha. Để Happy xuống. Đi đâu ạ? Chỗ này phải bán trái quỷ. Ôi, cái hình gì á? Đây, dễ thương quá nè. Có cách nào hả? Cách nào để cái hình này giờ? Đây, chỉ Happy với mấy bạn. Ây da, đó không? Đây, để Happy đánh cho. À, xong kéo được cái con này đi. Rồi xong rồi này, giờ Happy thấy bình thường hơn nè. Để thấy Happy đánh mượt không? Xong. Để xử con này cho. Đó. Sao? Bây giờ anh nhìn thấy Happy mắc cười quá à. Dạ. Giờ nghĩ sao, đó, ghê chưa, rồi mày nó đã mất tiêu rồi. Dạ sao đi chậm quá vậy, buộc xi đen. Thôi Happy, ê. Mong là nhiều minh này. Rồi 334. Ủa gì 344 chứ lộn. Ở đâu rồi? À đây, đây thấy cái rương rồi nè. Quên là cái rương nằm ở đây. Đó, nhanh hơn rồi nè. Đó. Từ. Không thể tìm. Đi lên nè, lên. Đi này. Đi coi. Sao con đó nó không chịu đi ta? À, đi nhấp nhấp vậy nó mới chịu nha. Nghĩ làm sao ấy? Làm sao? Level 10 rồi, nguy rồi ơi. Ây da, hơi chóng mặt nha, hơi chóng mặt mấy bạn nha. Hơi sorry. Cho nè, dám đánh Happy. Đó. Cho mùa đông năm nay nóng nhỉ. Con này nó nhây quá. Đi ra chỗ khác chơi. Đó. Xong. Ủa. Ui, còn tới hình như là tới 300. Em sẽ do quá. Đó, giờ bây giờ Happy sẽ đi nha. Happy sẽ đi qua cái gì ta? À, cái chỗ này nè. Mà hôm ấy con quỷ mình nó tới mấy trăm luôn. Rùm. À, như bên đây mình chưa đi. Chưa đi mà còn nó quen vậy. Happy chiên gia vậy luôn á. Music damn. Ê, ê, đau. Đau nghe. Ê, mấy con mà mạnh hơn mình nó dí mình mà nó dí dai đó. Đó, giờ nó mệt mình nè. Solo. Em đi đây nó là solo home á. Đó. Chụp phê đi đây. À. Tới cái con này nó dí quá nó bị hoài. Ê da da da. Rồi xong. Từ ở cái con đó, nó đánh thì đi ngậm luôn. Nè. Ê, ủa, sao nó mất nó mất máu gì toàn ơi. Ừ.
chơi không mất máu. Nhanh lên coi. Rồi hồi sinh ở đâu vậy này? Ây da, 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 ây da. Đó. Rồi bây giờ Happy sẽ đánh tiếp nữa nha. Từ ơi, tức thì chứ cái con đó. Đây, đó đây. Nó đang đứng ở bên phía này nè các bạn thấy không? Đây bị quánh. Hây hây hây. Bù xây. Yeah, đánh được. Một đứa level 10 đánh được con level 30 35. Và đánh cái chục lần. Mà đi lấy rương kho báo. Đó. Ôi, ê nhảy đại cũng lên được cái chỗ này nữa. Ê, trong đây có rương kho báo nha. Rồi bên đây sao? Ui ui, sao mà máy vậy? Ơi. Rồi máy vậy. Ê nó là A45. Tầng ở 45 gì má. Thôi nói nghe bị giật mình luôn á. Thôi thôi giờ mình đi. Không hồi nó đánh mình tơi tả luôn á. Thôi thôi. Bây giờ mình sẽ bây giờ mình sẽ đó. Ê đi nhanh đây. Sha. Thôi 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 đi 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 các bạn ơi. Rồi. Được rồi đi thôi. Đi về. Bye. Đứng này đứng tới tới mai mốt đi. Rồi bây giờ xin phép đi về. Rồi quên nãy giờ mình cất cái đấm đấm vô. Đấy. Cái chỗ này đi hơi bị xa luôn á. Ủa mà sao? Không hiểu sao mà Happy đi về được nữa. À không, Happy chạy qua bên cái này nè, đúng không tụi? Rồi sao cái Happy về? Nhớ rồi. Quên. Bị mất trí nhớ tạm thời. Đó. Rồi à, vẫn đi phải đi lên cái chỗ này. Mà đi lên cái chỗ này là phải cẩn thận nè. Cẩn thận mấy cái đám mây á. Tại làm Happy leo lên cái đám mây. Vậy nè, đó chỗ này nè. Ấy da, ấy da. Không ai quánh ai hết. Không để ý. Không thấy ai hết, không thấy ai hết. Ghê, 5.000. 5.000. 5.000 bên này. Yeah, đi tiếp. Vậy. Có 50 robot. Gì, không tới 50 robot mà được có 10k gì lại á hả? Ê, chơi kỳ quá vậy bạn ơi. Không mấy mua một gói này đúng không? Đó. Giờ mua gì đây? Mình tìm một cái rương rồi đó. Thì mình được cộng thêm cái số này vô đó thì được đúng không? Muốn có 5 robot được có 10.000. Chết. Đợi đâu chỗ nào đi chưa đi đâu. Đây. Đi qua chỗ của con cờ hết. Rồi. Ai quên tự nhiên cầm cái nổi vô bắn ổng rồi ổng khỏi cho xuồng chạy luôn. Thôi bây giờ mình sẽ đi qua cái lâu đài ha con chó. À, cái này sống. Lướt chấm cái sống trên của ta đã xéo. Cái gì vậy? Hết hồn nha. Đây đừng lấy xuồng Happy nha. Nãy giờ lấy xuồng Happy, Happy đau đầu, đau lưng mỗi cái tay tay lắm rồi. Đó lấy nè. Gì ghê. Ê đó đó đó. Báo không. Ai vậy vậy? Happy đi lên đây nè. Chữ ha. Nó level 130 máu rộng. Ui nó biết leo luôn. Ê con hồi nãy nó biết leo luôn hết hồn nó. Nói cái tôi giật mình luôn á tội. Hey. Đó nó nhảy vậy nè. Nhảy lên đây, xong nhảy lên đây. À.
nó biết á là mình á không có nhiễm đây nên mình để nên nó rẽ gương đó. Nghĩ sao qua mắt được Happy lên đây luôn. Ai hai hôm nay lên được tới đó không? Đi xuống, đi xuống, qua wow, đi xuống đảo mà nghe vậy. Ê hết hồn đó. Đâu quá. Ê quá. Ê ủa ngẫm quá rồi. Thôi đi về. Đi về thôi. Đi về thôi. Yeah, một gì nữa. Tới nhà nè. Bây giờ mình ráng đi. Ráng đánh mấy con này đi. Đó. Mệt nhè. Quay level 11 rồi nè. Happy sẽ gọi là tuổi nha. Cho nó dễ. 11 tuổi nè. Đó. Wow. Rồi, xong, xong, xong con này nó dai quá. Thấy không? Ui, đã quá à. Quánh đó đúng không? Còn giết máu á. Xẹt một cái. Bay lung tung bay lên không trung. Đó. Chừa chút máu đó. Chừa chút máu cho đó. Đó. Rồi, còn máu cuối nè. Đó. Ui, đã quá à. Thôi giỡn á chứ giờ mình quánh bình thường đi. Sắp 12 tuổi rồi nè. Ê ghê chưa. Lấy mình này cái. Yeah. Thôi bây giờ Happy đánh mấy con này tiếp nè. Hello. Quách cho anh em. Quách cho anh em. Ê hỏi vô quá quách cho anh em vô. Quách cho anh em. Thôi không trả lời mày. Ê sao cái cây nỏ này dởm. Đó vậy đi. Cho nó bình tĩnh, bình an. Có. Ê các bạn hình như là ở trong đây mình có. Mình có thể mặc mấy cái bộ đồ đúng không ta? Ừ đúng rồi đó nhưng mà phải cần cái gì Happy cũng biết nữa đi lấy ở đâu á. Hình như là lấy mấy cái đảo mà mua. Mua chỉ được trong map thôi. Ha. Ui dạ. Ui. Dạ đào đào đào. 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 Đó. Xong. Còn có 300. Đấy. Đến đây. Đến đây. Yếu. Yếu. Hey. Bay luôn. Ha. Này chú kiếm chuyện nghe nghe ngược quá đại hồi máu cái 25 xong 25 máu đeo đeo đó còn chút máu này đó. Ui sao cái áo nó đây đây hay bị cho mình xin cái áo á. Ủa cái áo nó bị gì vậy nhìn hại quá à. Nhìn đâu cũng có cái mặt. Cái áo của nó kiểu như là chi không có được chi tiết á. Thôi để còn có 200 nữa gán. Ra đi. Đó. Ê. Bay. Bay bay. Nè thấy không? Cái tay của nó bị gì á. Tay của nó thấy không? À hình như cái đó. Khoan để đứng im rồi. Tờ gửi cơ bắp. Cơ bắp gì hình nhìn hợm không. Đó. Hello. Quánh đi. Quánh đi. Quánh đi. Ây da. Sao cái con này đánh không xin về nhưng mà có mất máu. Đánh mất cũng nhiều nha. Level 5 mà đánh con level 11. Đó. Nó đánh dữ thế. Hey. Đó xong. Ê còn sắp tới level 12 rồi. Level 12. Level 12. Không dám level 12 luôn. No, no, no.
Nappy and now. Rồi đánh nốt con này luôn. Để đi làm rương. Yay, có rương rồi nè. Có mình này rồi. Yay, 12 tuổi. Đánh luôn. Ồ, lên 13 tuổi là phải cần tới 691. Vậy là bây giờ mình phải đi tìm thêm mấy cái con mà nào mà khoảng. À, con monkey. Đó, qua con monkey nè. Thôi khỏi đi. Bơi qua luôn đi. Ơi, đúng rồi nè. Cái này nó tăng lên nè. Thấy không? Nó tăng lên luôn. Đã là 30. Nó tăng lên thêm 30 nữa. Là 30. Ồ, không, là 60. Wow. Thuyền kìa, đẹp quá. Kìa, bi cũng có cái thuyền. Nhưng mà như phải mua. Ê, đâu ạ? Không, muốn đi lại. À. Chơi kỳ qua vậy. Tức thiệt chứ. Thôi, đáng đỡ mấy con quỷ này đi. Ê, bên đội đỏ kìa. Ê, sao có cái lục tay thỏ vậy? Lục tay thỏ này dữ quá. Ok, để bên nó đánh đi. Giờ mình đi đánh. Đánh luôn con này. Thôi mệt quá. Mệt quá mình sẽ đi. Để đi lại qua đảo khỉ. Nó cũng rảnh quá. Tự nhiên đi theo cái cha nào ấy chứ. Nên bây giờ phải đi ngủ lại đảo khỉ. Con khỉ đâu rồi? Ủa rồi cái chồng nó cũng mất tiêu luôn rồi. Rồi xong. Xong luôn các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn có biết là mấy cái con khỉ với lại mấy cái cha kia đây đâu không? Chứ Happy cũng biết nữa. Và các bạn ơi, ngày hôm nay Happy đã kiểu như là sao ta? À, Happy đi đánh mấy con kia được tới level 12 luôn rồi nè, 12 tuổi chứ. Với lại Happy cũng đã kiếm được 9.000 rồi nè. Tội ơi, ai tự nhiên đi mua cái nỏ này chứ. Và nếu như mà các bạn thích cái video này thì hãy nhớ like và share cho mình nha. Và giờ hãy chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Bye bye. Happy nhảy xuống sông đây. Ủa? Bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.